Long Chun xin hân hoan chào đón tất cả các quý vị đã quay trở lại với chương trình Gương mặt thân quen phiên bản song ca năm 2022. Quý vị thân mến, và chúng ta đang ở trong đêm thi thứ 5. Ở 4 tuần thi trước thì có rất là nhiều những cái điều bất ngờ xảy ra trong chương trình Gương mặt thân quen. Và tuần thứ 5 này cũng không phải là ngoại lệ. Ở tuần thứ 5 này, một trong số những thí sinh của chúng tôi sẽ bước vào căn phòng mạo hiểm và bốc phải thử thách, đó chính là thay đổi huấn luyện viên của mình. Chúng ta hãy cùng chờ đón xem các thí sinh nhí khi gặp phải thử thách này có những cái sự đột phá như thế nào trong từng tiết mục. Và chắc chắn là chúng ta không thể thiếu được những gương mặt trong hội đồng ban giám khảo. Ngay bây giờ chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho giám khảo, MC, diễn viên Đại Nghĩa và nữ ca sĩ Hòa Minzy. Anh Đại Nghĩa thân mến, Hòa Minzy thân mến, một tuần nữa lại trôi qua. Không biết là anh có theo dõi những góp ý của quý vị khán giả không? Cái thời mà anh làm thí sinh của Gương mặt thân quen mùa đầu tiên thì lúc đó là anh sẽ theo dõi những cái phản hồi của khán giả để mình xem coi là những cái gì mà mình thể hiện đã tốt hay chưa và khán giả đánh giá như thế nào để những tuần thi sau mình sẽ cố gắng nhiều hơn. Nhưng mà sau này khi anh làm cái vai trò của người dẫn chương trình giống như của Long Jun nè, hoặc là khi anh làm giám khảo thì anh lại ít xem hơn. Anh lại sợ là nhiều khi khán giả lại có những cái comment nó tác động đến cái cảm xúc của mình dành cho thí sinh. Mình ngại rằng là cái sự công tâm của mình khi mình ngồi ở cái vị trí đó nó sẽ không còn được như ban đầu nữa. Em thì tính của em thì cũng hay thích đi đọc comment. Đặc biệt là trong năm nay thì em lại là một cái vai trò mới, nặng là chính là làm giám khảo. Thì em muốn đi đọc để em biết được mọi người đầu tiên là có phản ứng gì về bản thân mình trước. Nhưng mà sau đó thì nói chung là mọi người tập trung về thí sinh khá là nhiều. Và em chỉ thấy có một cái điểm, đó chính là em nghĩ là mình sẽ cố gắng nhiều hơn trong khi mà mình làm ban giám khảo ngồi đây. Đó chính là hỏi các thí sinh về cái quá trình mà mọi người luyện tập nhiều hơn, để quý vị khán giả xem truyền hình có thể biết được là các bạn nhỏ đã cố gắng và vất vả như thế nào. Vì học tài thi phận, lúc mà mình tập thì rất hay, nhưng mà lên sân khấu thì đôi khi mình không thể làm được như những gì mà mình mong muốn. Bởi vì vậy thì em sẽ cố gắng quan tâm đến các con nhiều hơn nữa, cho các con có thể chia sẻ được những cái nỗi niềm của mình. Và qua mỗi tuần thì chúng ta ngồi ở đây không chỉ có hai giám khảo chính mà sẽ có một giám khảo khách mời nữa. Ngay bây giờ em sẽ giới thiệu giám khảo khách mời sẽ bước lên trên sân khấu. Một tràng pháo tay thật lớn cho diễn viên Huỳnh Lập. Dạ, chào anh Nghĩa, chào Hòa Minzy, cho Quỳnh Lập gửi lời chào đến mọi người nha. Quý khán giả bên phải ơi, quý khán giả bên trái ơi, em nhỏ trong khán giả ơi. Không cho em nhỏ mà thôi la. Tại vì khán giả bên trong đó mấy em nhỏ la không có to, anh phải la phụ. Với lại đang chuẩn bị bên đó căng thẳng lắm đúng không? Đúng rồi, anh có làm phiền người ta không à? Tại vì là muốn cố tạo không khí cho mấy bé cảm giác đỡ căng thẳng. Là bởi vì Lập cũng biết được cái không khí chương trình này nó rất là áp lực. Là bởi vì trước đây Lập cũng may mắn được tham gia chương trình với vị trí là khách mời thôi. Cũng ở bên trong kia, trong cánh gà mà chuẩn bị đủ thứ, thấy người chơi căng thẳng dữ lắm. Mà các bé còn nhỏ nữa nên rất là lo. Nên là cố tình tạo không khí cho nó nhẹ nhàng, dễ thương. Và lời nói tiếp theo là xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Gương mặt thân quen phiên bản song ca 2022. Anh Huỳnh Lập thân mến, không hiểu lý do gì mà ngay hôm nay khi anh Huỳnh Lập bước lên đây là chương trình có một cái sự thay đổi vô cùng lớn. Đó là cái luật chơi của chương trình. Thất thầu. Và luật chơi của chúng ta thay đổi như sau, có nghĩa là các bé sẽ bước vào trong cái phòng mạo hiểm và sẽ có bé bốc phải cái thử thách, đó chính là thay đổi huấn luyện viên của mình. Anh nghĩ sao về luật chơi này ạ? Với cái vị trí là ban giám khảo khách mời ngày hôm nay thì mình cũng cứ nghĩ là nó sẽ giống những tuần trước thôi. Nhưng mà không ngờ lại thay đổi như vậy. Chắc là mấy bé run lắm, là bởi vì có thay đổi huấn luyện viên đúng không? Nhiều khi mà huấn luyện viên mình đi chung xuyên suốt á, mấy bé kiểu quen, hợp ý là sẽ dễ làm việc hơn. Thì không biết là khi đổi như vậy rồi á, nhiều khi thay đổi nhiều quá, không biết là các bé có bắt kịp hay không. Thì rất mong ngày hôm nay với sự xuất hiện, với những sự thay đổi đó sẽ mang nhiều màu sắc bất ngờ đến cho khán giả. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của
hội đồng ban giám khảo, và ngay bây giờ xin mời mọi người về với vị trí của mình ạ. Và không để quý vị chờ lâu hơn nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cặp thí sinh và huấn luyện viên đầu tiên, đó là huấn luyện viên Phạm Lịch và bé Nguyễn Ngọc Khánh Chi, màn hóa thân thành nữ rapper Suboy. Và trong tuần này thì cô Lịch và Khánh Chi sẽ hóa thân vào một nữ rapper vô cùng ngầu. Mày còn đoán được là ai không ạ? Hy vọng là con sẽ bấm được một cái nhân vật mà con mong muốn nha. Chuẩn bị 3, 2, 1. Và con thích cái phong cách của cô Suboy, tại vì là cô... Như nào, làm thử coi. Cô ấy kiểu cô lúc nào cũng chống nạnh xong rồi cô ấy rap kiểu nhìn rất là, con cảm giác nó rất là sang ấy. Thấy tự tin không? Thì con phải tự tin chứ cô, con tự tin con mới ngồi đây với cô này. Thôi con cảm thấy là dễ chịu thoải mái thôi, tại vì nhiều khi có những nhân vật mà mình phải đóng khung vào họ kiểu một cách mà gò bó nên cảm thấy không thoải mái ấy. Thì cô cũng cảm thấy là nhân vật này thì mình cũng được thoải mái hơn. Tại vì là các tuần vừa qua thì con đã phải hòa thân vào khá là nhiều những nhân vật nữ, người mà xinh đẹp xong rồi kiểu dịu dàng các thứ, là lúc nào cũng phải giữ dáng thế này thế kia, nhưng mà hôm nay con sẽ được hóa thân thành cô Suboy và cái tính cách mà hơi con trai sẽ được thể hiện được nhiều hơn, đúng không? Có một cái khó khăn duy nhất dành cho con đó là cô Suboy thì là người miền Nam, đúng rồi. Con thì là người miền Bắc, cho nên là con đang phải cố gắng từng ngày để con tập nói giọng miền Nam sao cho nó được ngọt ngào, nó giống con gái miền Nam á cô. Thì ấy đó. Và tiếp tục lần này, cô Lịch và Khánh Chi sẽ lựa chọn ca khúc Sao để hóa thân thành nhân vật Suboy. Cô Lịch sẽ là một nhân vật Suboy trong phiên bản MV. Ở trong cái MV này á, thì cô thấy là Suboy có rất nhiều trang phục, đúng không? Cô đang rất là phân vân, không biết là nên mặc cái trang phục nào cho phù hợp nhất. Mà cô cũng có thấy một cái bản, cũng là một bài này và bản live trên sân khấu á, các anh chị đã được xem rồi đúng không? Vâng. Con thấy thì con khá là thích cái bản live của cô Suboy, tại vì là bộ trang phục của cô ấy mặc thì có một cái kiểu tóc rất là lạ và khuyên tai và móng tay các thứ rất là ngầu luôn, và con sẽ chọn cái bộ trang phục đó và hy vọng là hai cô trò mình sẽ làm thật tốt tiết mục này. Sao mà không biết ý cái thì nhào nhào, sao mà 25 tuổi giấc mơ là chết, bù lô bà la riết tất nhiên là hết nà giờ. Sao giờ người ta đang vui ném đá làng sao, sao còn kêu tôi đến phá làng sao, sao mà không đi học phá má làng sao. No, hết phần còn rap còn pop vlog drop cùng phùng pop. Đời vui thì sao nè, đời vui thì sao nè,
đời vui thì sao nè, đời vui thì sao nè. Rồi đừng cười thì cô bá sẽ, cô sẽ chỉ cười khi cô phá nghe mà sao? Em đi đâu đi luôn, sẽ đưa mình còn hư phân. Nhân nhân khi ta ca, lo đi nhân không phân. Tôi luôn vào ăn hai chục, ngã tư phòng ba, ly cà phê sẽ đá, nghề thì rất hiện nhân cả. Anh Nhi ơi, mua em đôi ba cặp vé số để rồi 10 cộng 2 năm một lần chung số số lại nè. Anh Nhi ơi, mua em đôi ba cặp vé số để rồi 10 cộng 2 năm một lần chung số số. Sài Gòn đổi mới thật là nhanh nhanh, ngó trước ngó sau có chuyện đứt phanh, từ xa có sửa xe có chuyện bẻ bánh, kẹt xe thì gọi hẻm cho nó nhanh. Sáng nay đẹp trời đặt xe về ngã tư quận ba, tính mới tìm cái mới, mà sao mà hẻm ra tòa nhà mới nằm mà ra. 8474 đi cấp chung của lần về tới nhà, tên xe này chấp vá đây là ngày hôm qua. Đứng lại em cô gái, cô gái tiếng là tôi là Vinh Gia vừng qua lấp lá. Anh chị em quay quần ba Sài Gòn nít nhiều khi nó sung quá, dừng đồng loạt trên bầy đen ca. Nã đời vui thì sao nè, 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 đời vui thì sao nè. Anh Nhi ơi, mua em đôi ba cặp vé số để rồi 10 cặp 2 năm một lần chung số số lại nè. Anh Nhi ơi, mua em đôi ba cặp vé số để rồi 10 cặp 2 năm một lần chung số số. Alo. Anh Hạ. 7 giờ đón em à? Ok, chào chào. Quay quần ba Sài Gòn nít nhiều khi yêu sung quá, dừng đồng loạt trên bầy đơn ca. Tôi là bên nhà vừa qua lấp lá, anh chị em quay quần ba Sài Gòn nít nhiều khi yêu sung quá, dừng đồng loạt trên bầy yêu ê. Và đó là Phạm Ly, Nguyễn Ngọc Khánh Chi hóa thân thành nữ rapper Superboy. Dạ, ngày hôm nay tại sao mình lại quyết định lựa chọn ca khúc này trên sân khấu Gương Mặt Thân Quen vậy chị Superboy? Chị đang muốn hỏi là mọi người giờ thấy Nhân sao? Nhân sao? Nhân sao? Giờ thấy vui không? Vui đúng không? Thế còn chị Superboy lớn thì sao? Chị hả? Đây là một cái tính cách khác của Superboy đó em không biết hả? Dạ, bên đây thì rất là hầm hố nhưng bên đây thì giờ làm sao? Dạ vâng, nói chung là chúng ta đã hoàn thành xuất sắc phần biểu diễn của mình xong rồi, đúng không ạ? Bây giờ mình thoát ra được chưa ạ? Mình thoát chị Superboy ra được chưa ạ? Và bây giờ sẽ là phần nhận xét của quý ban giám khảo. Anh Huỳnh Lập ơi, giờ nhận xét thì sao nè? Nhận xét thì sao nè? Thôi nha. Sao nè? Muốn nhận xét thì nè. Bây giờ là Superboy nè. Ủa, anh có cho anh nhận xét không anh? Anh hả? Chúng ta nhận xét cái gì? Lúc mà Long Chun lên giao lưu là thấy là Superboy nè. Thế này lúc thế kia đó không biết đường đâu mà lần. Nhưng mà rất là thích nha. Tại vì lúc mà xem ấn tượng nhất là cái đoạn mà nghe điện thoại á, alo anh hả, anh tới rước em hả, đụng cái là chuyển thái độ liền, cái đó ấn tượng dữ lắm luôn, coi mà rất là thích. Anh hả, 7 giờ anh đón em à? Ok, chào chào. Những vòng trước á là con có nhiều màu sắc như thế nào thì chú chưa có nắm hết được hết tất cả những cái gì mà con đang hóa thân, nhưng mà ngày hôm nay chú rõ ràng thấy giống như là con là một rapper thực thụ á, cảm giác nó ngầu lắm, nó chất lừ, yeah, kiểu vậy á. Đúng là con là một cô bé tắc kè hoa trong chương trình này, từ đầu chương trình đến giờ anh Lập ơi, nào là hát Chầu Văn này, hát tiếng Anh này, nào là hát Amy này, mỗi một tuần không có cái gì liên quan đến nhau hết, nhưng mà mỗi một lần thể hiện mà mình cứ ngỡ đó là cái bài hát sở trường của bé. Đúng rồi, mà hôm nay lại đặt đọc rap và em cũng ấn tượng y chang như anh Lập, cái lúc bé đang alo. Tự dưng thay đổi sắc mặt liền. Cái đó nó thể hiện cái sự chuyên nghiệp và một cái sự gọi là nghiên cứu rất là kỹ. Tất nhiên về cái giọng hát á, để mà nói là cái rap đó giống được bao nhiêu phần trăm thì không thể nào mà giống được 100%. Nhưng mà trong đó nó đã có cái e của chị Superboy rồi. Và nó cũng không phải là chỉ đơn giản là một tiết mục mở màn sôi động nữa, nó là một phần trình diễn tuyệt vời. Chúc mừng hai cô trò. Cảm ơn cô ạ. Anh Huỳnh Lập thân mến, thì nghe mọi người ở trong nghề đồn là anh Lập rap rất là hay, rap rất là hay. Ai đồn? Em đồn chứ ai đồn? Em đồn cái đó là anh hư nghề đó Long.
Không mà thôi, để giúp vui chương trình em cũng ráp được. Được không em? Dạ ráp được. Giờ mình kiếm đại cái bài nào đó của trẻ em thiếu nhi đi rồi mình ráp chứ có gì đâu. Bắt kim thang nè. Ừ, bắt kim thang nè. Ủa mình có cái nhịp nhịp nào trong cái phim trường này không? Không em à, em tự mình nhịp miệng thôi. Nhịp. Cái nhịp nó hỗn loạn quá anh. Cái beatbox này nó cái beat gì? 2 3. Kim thang cà cà la bi rợ là cột mà cột qua kèo là kèo qua cột có chú bán dầu qua cầu mà té có chú bán ớt ở lại làm chi con le là con le đánh có mà thổi kèn con biềm biệt tối tò tí te tò te tò te au au. Vậy thôi mà vỗ tay dữ vậy hả? Em hát cái con le le đó, anh tưởng tượng cái con đó nó cho nó le dữ lắm luôn á. Em chưa bao nghe mà cái con le luôn đó cái trời. Cái khúc nó đang rà nhịp. Nhưng mà khán giả nè, đừng có vỗ tay vậy, hư nghề nghệ sĩ hết. Đừng có cổ suý vậy nghe, góp vui thôi, chúng hay ho gì đâu. Chú Đại Nghĩa ơi, hôm nay chú Đại Nghĩa thấy phiên bản Suboy này như nào ạ? Một cái phần mở màn rất ấn tượng. Cái mà anh bất ngờ với Phạm Lịch á, là cái tập này lại một lần nữa mình thấy một cái Phạm Lịch rất là màu sắc. Bỏ cái chuyện nhảy qua một bên, cái giọng hát của Phạm Lịch kia, và Lịch bắt chước được cái âm sắc của Suboy. Cứ như là một Việt Kiều đang phát âm để nó hơi lên lớn, thì đó mới là cái nét đặc sắc của Suboy. Mà em thấy chị Lịch rằng là có một cái sự nhả hơi rất là giống Suboy luôn đó. Cái nhả hơi ở cái hậu phía sau từng chữ hay cái đang vậy đó, kiểu vậy á. Lập ơi, thật sự người ta không có làm vậy luôn á Lập. Không, ý là mình minh họa thôi dù làm lố hơn chút xíu. Thì giống như là mình diễn tả mình có đồ đậm thêm chút xíu cho ta dễ hình dung đúng không? Dạ. Thì đó, cái điều mà Phạm Lịch làm anh bất ngờ mới là chỉ cái chuyện nhảy. Dù cái phần Lịch hát không phải là quá nhiều, nhưng mà mình nghe được cái âm sắc và cái giọng của Suboy. Còn với Khánh Chi thì đúng là một cái cô bé tắc kè hoa ha. Cái hầu như cái nhân vật nào Chi cũng nắm được cái thần thái của nhân vật để có thể diễn tả được. Ở đây khi mà Khánh Chi đứng ở cái góc gần khép giám khảo mình nào, mình thấy cái gương mặt của cô bé thì không? Thần thái trên gương mặt của cái nhân vật mà bắt chước ra được mới là cái khó. Dạ đúng rồi. Đó, thì Khánh Chi làm được cái điều đó. Nhưng mà chỉ hơi tiếc một chút là bởi vì cái phần rap mà Khánh Chi thể hiện á, nó quá nhanh, cho nên là nghe chưa thật sự rõ lời. Em nghĩ là một phần... như anh Nghĩa nói là em giống hơn một chút thì chắc là một phần là do mình cũng yêu thích cô ấy nhiều. Nên là có thể là mình vào guồng nó sẽ nhanh hơn. Còn Khánh Chi mình thường là rất là hay hát nhạc nhẹ, êm ái. Em nghĩ là đây là một cái phiên bản cũng thực sự rất là tốt. Tại vì phần rap đó, lúc đầu là hai cô cháu là chia câu nhiều hơn. Nhưng mà khó quá em chạy theo không kịp. Thì cuối cùng là những cái phần khó Khánh Chi phải làm hết luôn. Làm luôn một phần của cô. Yeah. Mình cảm thấy là nào mà khó khăn nhất để mà mình phải làm, ví dụ như là tốc độ khi mà mình hát này, hay là lời, hay là như thế nào? Thật sự thì lúc mà con bấm chọn được cô Suboy thì ngay lập tức con đã phải về nhà và con học nói tiếng miền Nam trong suốt một tuần liền. Những cái chữ mà kiểu đọc nhanh của cô ấy thì ôi dồi ôi, con tập đi tập lại mà ngày nào con cũng nhầm chữ ạ. Thế cho nên là kiểu mình không quen nói giọng miền Nam, cho nên là nhiều khi con vẫn còn bị kiểu ngọng với cả là chưa có đọc rõ được lời. Nhưng mà chú tin là với cái sự tập luyện rất là chăm chỉ của con và với cái màn thể hiện chào sân ngày hôm nay thì con cũng rất là hài lòng rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Và chú tin là tất cả các quý vị khán giả cũng sẽ dành rất là nhiều tình yêu thương cho team Phạm Lịch và bé Khánh Chi. Quý vị thân mến, và chúng tôi còn rất là nhiều những tiết mục vô cùng thú vị đang chờ ở phía sau. Tuy nhiên ngay bây giờ thì hãy cùng nghỉ giải lao trong giây lát, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Gương Mặt Thân Quen. Ở tuần này thì thí sinh nhí của chúng ta đã bước vào trong căn phòng mạo hiểm và bốc phải một cái đề bài vô cùng khó, đó là thay đổi huấn luyện viên của mình. Ngay bây giờ cùng chào đón trên sân khấu nữ ca sĩ Hương Tràm với màn hóa thân của Bảo Yến Rosie và bé Bùi Lý Bảo Ngọc. Xin mời quý vị. Con xin chào tất cả mọi người. Trong tuần này thì con sẽ được hóa thân thành cô Hương Tràm. Và con quyết định chọn phòng mạo hiểm này là vì con thấy cô Hương Tràm cũng 50% là khó, cũng 50% là dễ. Và trong tuần này thì con sẽ chọn một thử thách để thử thách bản thân mình trong nhân vật là cô Hương Tràm. Chọn màu nào ta? Chọn màu cam đi. Hè, để coi thử thách là gì đây. Thử thách của bạn là hoán đổi huấn luyện viên ngay bây giờ.
huấn luyện viên mới sẽ đồng hành cùng bạn từ tập này trở về sau. Hy vọng bạn và huấn luyện viên mới sẽ phối hợp ăn ý và tỏa sáng rực rỡ trong chặng đua tiếp theo. Ủa là sao? Sao cô không được diễn với thầy Trung nữa vậy? Thì chúng ta có một con mèo lớn đi rồi. Bây giờ có hai con mèo nhỏ. Không có, mèo chị thôi chứ mèo mẹ gì. Con mèo chị. Wow. Hai con chào cô. Con biết cô không? Dạ biết, con là cô Bảo Yến Rosie. Huấn luyện viên Bảo Yến Rosie là gương mặt gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả tại chương trình Giọng Hát Việt 2019. Với giọng hát tình cảm và nội lực, chắc chắn huấn luyện viên Bảo Yến Rosie sẽ cùng bé Bảo Ngọc mang lại những màn hóa thân bùng nổ tại gương mặt thân quen 2022. Từ bây giờ thì cô Rosie sẽ thay thầy Trung đồng hành với con trong những cái chặng đường tiếp theo của gương mặt thân quen. Không biết là tuần này thì hai cô cháu mình sẽ hóa thân thành nhân vật nào? Là cô Hương Tràm đó cô. Chị Hương Tràm hả? Dạ. Vậy con đã suy nghĩ là mình sẽ chọn ca khúc nào của cô Hương Tràm chưa? Dạ thì trong tuần này con sẽ chọn ca khúc Mưa Bay Thấp Cổ của cô Hương Tràm. Mưa Bay Thấp Cổ hả? Cái bài này thì mình sẽ phải yêu cầu là cũng có vũ đạo nè, cũng nhảy cũng phải dẻo đó. Cái biểu cảm gương mặt của cô Tràm thì nó sẽ đúng ra là nó sẽ hơi lố hơn so với mọi người. Dạ, ví dụ như là khi đau buồn hay là đau khổ thì cảm giác nhìn đó nó sẽ khổ hơn rất nhiều. Cô hay liếc ánh mắt liếc kiểu vậy đó. Sau này con phải tập kỹ những cái đó là được rồi. Con nghĩ là vậy. Quan trọng nhất đây là cái chất giọng và cái biểu cảm gương mặt là ok. Hy vọng là tất cả quý vị khán giả sẽ ủng hộ cho Bảo Yến Rosie. Con là Bảo Ngọc trong những tuần tiếp theo nha. Trên cao sáng tỏ. Trên cao sáng tỏ. Em muốn đi thẳng.
xa. Rất nhiều, một sân khấu vô cùng hành tráng đúng không quý vị? Bảo Yến Rosie thân mến, lần đầu tiên chào đón bạn trên sân khấu của Gương Mặt Thân Quen. Cảm xúc của bạn khi mà lần đầu tiên đứng trên sân khấu này như thế nào? Cảm xúc của Rosie khi mà đứng trên sân khấu là một cảm giác rất là hào hứng và rất là cảm thấy hạnh phúc khi mình được diễn trên sân khấu của Gương Mặt Thân Quen và rất là may mắn. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe những ý kiến đến từ hội đồng ban giám khảo. Xin mời Hòa Minzy. Chào mừng Bảo Yến Rosie đã tới với Gương Mặt Thân Quen năm nay. Không biết là mình làm quen với mạch của chương trình nó có cảm thấy nó quá là áp lực không? Thật ra thì từ trước tới giờ thì em cũng chưa bao giờ mà hát giống giọng một ca sĩ nào hết. Cho nên đó cũng là một cái thử thách đầu tiên của em. Và cũng là lần đầu tiên em làm việc với một bé nhỏ. Nhưng mà rất là may là bé Bảo Ngọc là một bé vừa thông minh, vừa hiền và vừa ngoan. Cho nên là em cảm thấy là tại sao mình lại có thể may mắn làm việc với một cái bé mà ngoan như vậy. Trong quá trình làm việc thì em rất là thương bé Ngọc và em thấy rất là vui khi làm việc. Bảo Ngọc bình thường là sẽ quen với cả chú Trung rồi, nhưng mà bây giờ sang với cô Yến thì có gặp khó khăn gì nhiều không con? Dạ cũng không có nhiều gì hết trơn á, tại vì cô rất là dễ thương. Cô chỉ bài con cũng rất là tận tình nên hai cô cháu hợp tác với nhau cũng không có khó khăn gì nhiều. Trời ơi, hợp tác với nhau có gì khó khăn hết. Tại vì lần đầu tiên là chắc là phải khen huấn luyện viên. Tại vì là Bảo Yến Rosie mặc dù chưa có giả bất cứ một giọng hát của ca sĩ nào, nhưng mà ngày hôm nay là khi mà bạn cất giọng lên ý, thì là nghe có cái e của Hương Tràm rất là rõ ở trong đó. Cái khàn khàn của Tràm khi mà Bảo Yến Rosie cất giọng ở lúc đầu tiên đứng ở đây á, là Hòa Minzy có nghe thấy ở trong đó thì chắc chắn là bạn đã nghiên cứu rất là kỹ. Phải nói rằng một cái sự đầu tư rất là chỉnh chu về cái phần nhìn. Wow, bước ra cái xoáng lòa sân khấu luôn. Và hôm nay thì con rất là xinh. Và con có một cái nét giống của Hương Tràm á, là cái mặt tròn. Cái mặt tròn tròn, phúng phính. Nhìn là muốn lên nựng một cái vậy nè. Con có biết là cô Tràm có một cái đặc điểm này rất là rõ ràng nha. Khi mà cô hát á, thì là không biết là Bảo Ngọc biết cái đó là gì không? Mà trên khuôn mặt của cô ấy ạ. Dạ, con để ý khuôn mặt của cô là cặp chân mày với lại cái ánh mắt. Nhưng mà con còn thiếu một cái này. Đó chính là khi mà cô Tràm hát là cái miệng của cô là có điệu lắm con. Cái điệu đó của cô Tràm á, nó tạo nên được cái nét đặc trưng. Bởi vì khi hát cô Tràm không có quan tâm việc là mình đang xấu, đang đẹp hay như nào hết. Là cô đang biểu diễn tất cả mọi thứ trên khuôn mặt cô bằng một cách để nhập tâm vào bài hát nhất. Cô Hương Tràm nha, tại vì chú Nghĩa cũng quay với cô Tràm khá nhiều chương trình. Mỗi khi cô hát có nhiều khi á, là nhắm tịt mắt luôn á con. Là cái miệng của há rộng hết cỡ để cho cái âm lượng nó phát ra nó vừa mạnh mà nó vừa tròn cái chữ. Cậu không quan tâm số đẹp gì không hết. Quan tâm số đẹp, nhưng mà đúng thật quá hay. Cái giọng của cô Tràm là một cái giọng đẳng cấp, cho nên là cô Tràm ngay từ khi cô mới bắt đầu nổi tiếng là người ta đặt cho cổ cái biệt danh là tiểu diva. Tiểu diva hoặc là diva thế hệ mới, thế hệ sau này á. Cho nên là mình thấy là Bảo Ngọc đã khác hẳn so với một bé Bảo Ngọc chỉ là dễ thương, chỉ là đáng yêu của những tuần trước. Cảm ơn cô Rosie. Cảm ơn cô Rosie. Cảm ơn cô huấn luyện viên đã mang đến một cái màu sắc rất mới cho bé Bảo Ngọc của chúng ta nhé. Còn diễn viên Huỳnh Lập, được biết là anh cũng đã từng có những cái màn thể hiện hóa thân thành nữ ca sĩ Hương Tràm. Em gái mưa nè, duyên mình lỡ đồ đó, nó rất là hoảng loạn. Rồi lỡ luôn đó, đâu có lành lại được. Ngày hôm nay thì anh Lập thấy như nào? Em chào chị Rosie, chào con Bảo Ngọc. Hồi nãy là
em rất là bất ngờ khi mà lần đầu tiên em nghe bé hát với một cái chất giọng nó vang, nó rộng. Khi mà bé nói chuyện một cái là em bất ngờ liền, trời dễ thương quá. Cái giọng rất là mỏng và rất là nhẹ. Mà không hiểu lý do tại sao mà bé có thể hóa trang được cái giọng của mình để mình hát giống cô Hương Tràm. Thì ở đây nè, trong đây ghi nhiều lắm. Giống cô Hương Tràm nhưng thiếu cái cầm. Tại vì cái mặt cô Hương Tràm lớn rồi đó, nên là cô có cầm, có này, có nọ. Còn cái mặt con còn nhỏ, nó tròn tròn, nó dễ thương. Đó, mình về mình kêu tổ quá trang, gắn cái cầm giả vô chút xíu dài dài cái mặt cô Tràm. Rồi lỡ như đang hát, cầm nó rớt ra rồi sao? Thì coi như là một cái tiết mục kinh dị đi. Anh Lập nói đúng, bởi vì là chương trình của mình còn có giải cho hóa trang nữa đó. Đúng rồi, em có nghe nói là chấm giải cho hóa trang nữa. Nên là mình đắp cái silicone nhẹ nhẹ cho cái cầm nó nhọn nhọn chút xíu, đó là y chang cô Hương Tràm luôn. Công nhận mặt giống, công nhận mặt giống. Mặt giống mà, ban đầu mình con mắt của mình cũng giống nè, gò má mình cũng giống nè, thêm miếng cằm nữa là giống luôn, y chang luôn, giống như là cô Hương Tràm mà thu nhỏ lại vậy đó. Trong đây còn ghi nhiều lắm nè, xử lý tiểu tiết. Tại vì em coi cái tiết mục này rồi, những cái lúc mà lắc cái đầu, rồi những cái lúc mà đúng cái câu là đưa cái tay lên là y chang trong cái clip gốc luôn, không khác một miếng nào hết. Rồi xong rồi là quảng giọng rộng là có nói rồi ha. Rồi xong rồi ghi quá trời từ nè, chìm đắm bay bỗng miên man nổi da gà thăm lọc rũ bỏ thôi miên. Em viết chữ thuyết hay lập? Tại biết sao không, khi mà em coi cái tiết mục này á, em cảm giác chứ không phải là em đang ngồi em chấm thi đâu, mà em đang thưởng thức. Thì trong quá trình thưởng thức á, mình có sự chìm đắm nè, những lúc mình nó bắt đầu nó nhẹ nhàng dẫn dắt từ từ, rồi đầu bay bổng, mà lúc mà mình lên cao đó, mình cái giọng mình vang lên, mình là cái tâm hồn mình cũng bay theo cái giọng ca đó luôn. Rồi xong rồi bắt đầu những cái lúc mà miên man nhẹ nhàng, rồi trong đó có gì cái gì thôi miên là bị thôi miên thiệt nha. Rồi một cái nữa là ghi là như đã quen, làm sao ta? Em ghi sao bây giờ em không hiểu ý nghĩa đó luôn hả? Tại biết sao không, nhiều khi ghi nhiều quá nhìn ở đây không lo coi, đó là ghi lẹ như đã quen đó. Như đã quen hả? À, như đã quen. À, ý của em là bé Ngọc với lại chị Rosie như đã quen nhau rất lâu. Cái cách mà kết hợp lại với nhau á, giống như là không phải mới vừa gặp hay là thay đổi huấn luyện viên gì hết. Ban đầu em nhìn là em cứ tưởng, ủa sao mà kiểu là hiểu ý nhau mà hai người lại có thể ăn khớp với nhau như vậy, chắc là hiểu ý nhau nhiều, làm việc nhau lâu lắm. Nhưng mà bất ngờ là bé phải đổi huấn luyện viên, nên đó là một yếu tố rất là bất ngờ luôn. Nên là rất chúc mừng hai cô trò ngày hôm nay. Cảm ơn chú. Quý vị thân mến, cặp thí sinh tiếp theo sẽ đem lại cho chúng ta những bất ngờ gì? Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng xem lại những thước phim để xem rằng cặp thí sinh này đã luyện tập như thế nào quý vị nhé. Chào quý vị khán giả, hiện giờ thì Trung đang ngồi trong một căn phòng mạo hiểm. Trung rất là hồi hộp vì theo thử thách của chương trình thì bé Bảo Ngọc được ghép đôi vào một cặp đôi mới giữa Bảo Ngọc và Biển Rosie. Thì chúc cho Bảo Ngọc trên chặng đường tiếp theo sẽ gặt hái được thêm nhiều thành công nữa. Và bản thân Trung bây giờ rất là hồi hộp và lo lắng vì không biết cuối cùng mình sẽ được ghép cặp với một thí sinh mới nào để tạo thành một cặp đôi mới của gương mặt thân quen 2022 đây. Wow, con chào chú Trung. À, chào con, là Sĩ Luân hả? Vâng, con rất là bất ngờ khi được bắt cặp với chú Trịnh Tứ Trung, mentor mới của con. Thì con cũng mong là chú và con có thể đồng hành tốt với nhau trong những tuần sau. Chú hứa là sẽ luôn làm những điều tốt nhất dành cho con, sẽ che được những khuyết điểm của chúng ta và phô diễn được những ưu điểm để đem lại những cái màn trình diễn thật là ngoạn mục trên sân khấu. Hy vọng là con sẽ được thành tích tốt và có những tiết mục khó quên tại chương trình năm nay. Nhưng mà thì con vẫn chưa biết là chú có bảo sẽ đồng hành với ai trong trận đấu tiếp theo. Chú cũng không biết luôn, thực sự chú cũng hồi hộp bị gian con vậy đó. Luân ơi, dù sắp tới chú không thể đồng hành cùng con nữa, nhưng chú tin huấn luyện viên Trịnh Tú Trung sẽ thay chú hướng dẫn cho con thật tốt, đặc biệt trong phần diễn xuất. Con là một cậu bé vô tư, sở hữu chất giọng vô cùng truyền cảm và chú rất yêu mến. Được đồng hành cùng con suốt thời gian qua là một ký ức đẹp mà chú sẽ không bao giờ quên. Hãy luôn tự tin làm mình, cố gắng hết mình và tỏa sáng rực rỡ con nhé. Con cảm ơn chú nhiều ạ. Con mong là chú sẽ có nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong sự nghiệp của chú. Bây giờ thì tới lúc con phải chia sẻ cho chú biết là nhân vật vừa rồi con bấm trúng là ai vậy? Nhân vật vừa rồi mà con được bấm trúng ở ngay tuần thứ 5 là chú Hoàng Bách ạ. Về ai cần Hoàng Bách? Thì chú nghĩ là chúng ta sẽ chọn một bài hát mà gần đây của chú Hoàng Bách rất được gây chú ý khi chú Bách cover lại cùng với lại mẹ của mình, đó là nghệ sĩ Thục An, bài hát Ước mơ của mẹ. À, đúng rồi, con cũng có nghe qua. Chú sẽ đóng vai chú Bách, con đóng vai mẹ. Thôi, ủa, con đừng nói chú Bách đi. Thì đúng rồi, con là người bấm icon đó mà, chắc chắn con phải làm chú Bách rồi và chắc chắn chú phải làm mẹ của Hoàng Bách. Con muốn dành cái tình cảm trong cái bài hát này, con muốn dành cho mẹ của con. Và con mong là con sẽ thể hiện thật tốt cái bài hát này để cho mẹ con tự hào với con. Chú thì chú không dám hứa là chú sẽ làm tốt
cái hình ảnh của mẹ con ở trên sân khấu, nhưng chú sẽ ráng làm tốt nhất hình ảnh của nghệ sĩ Túc An là mẹ của chú Hoàng Bách trên sân khấu này để chúng ta phối hợp ăn ý và sẽ có một tiết mục hoàn hảo gửi tới cho tất cả những bà mẹ mà chúng ta yêu mến. Ước mơ của mẹ là gì? Mẹ vẫn đang bận lo làm sao có một bữa cơm no. Chẳng còn ai hỏi mẹ như thế. Xích chút nữa mẹ cũng quên mình từng thế nào. Cũng có ước mơ, mơ được sống cuộc đời riêng mình. Khi còn bé mẹ hướng sau này khắp chân trời nhân thế. Rồi bỗng nhiên một ngày trong mẹ có con, ước muốn khi xưa đã hóa ra con từ bao giờ. Mẹ cũng quên dần quên ước mơ của mẹ là gì. Mẹ vẫn đang bận lo làm sao có một bữa cơm no. Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, còn thế giới của mẹ chính là con, là niềm vui của con, là ngôi nhà, là gia đình. Thanh xuân của người ta là cuộc vui ngoài phố, thanh xuân của mẹ là con. Mai đây lớn lên, cuộc đời châm lối rẽ, dẫu lối rẽ nào cũng có mẹ bên con. Vài năm trước mẹ vẫn thấy con đùa vui trước sân, thế mà giờ đây con lớn lên sau ngàn năm ấy. Rồi con cũng có ước mơ riêng mình, và con cũng cố gắng theo em mình. Con ơi, hãy ước mơ thay phần mẹ. Mẹ cũng quên dần quên ước mơ của mẹ là gì. Mẹ vẫn đang bận lo làm sao có một bữa cơm no. Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, còn thế giới của mẹ chỉ là con, là niềm vui của con, là ngôi nhà, là gia đình. Mẹ cũng quên dần quên ước mơ của mẹ là gì. Mẹ vẫn đang bận lo làm sao có một bữa cơm no. Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, còn thế giới của mẹ chính
là gia đình. Vâng thưa quý vị, và đó là bé Sĩ Luân và huấn luyện viên Trịnh Tú Trung. Xin cảm ơn các vũ công ạ. Bé Sĩ Luân thân mến, chú thấy là con có rất là nhiều những cái cảm xúc với bài hát này. Và trong chặng hành trình với gương mặt thân quen chú theo dõi thì cũng biết là mẹ luôn kề vai sát cánh với con. Mặc dù là gia đình có những cái hoàn cảnh rất là khó khăn, nhưng mà mẹ luôn đồng hành cùng với con để mà chắp cánh ước mơ cho con, để cho con có thể thoải mái được sống trong môi trường nghệ thuật mà con hằng ao ước. Thì ngày hôm nay con có muốn chia sẻ gì không? Thật sự là từ lúc con sinh ra đến giờ chỉ có một mẹ con nuôi nấng con lớn đến giờ ạ. Mà chỉ có mẹ con đi theo con vào trong con đường nghệ thuật này thôi ạ. Mà tuần này con bấm trúng chú Hoàng Bách thì nguyện vọng tạo nguyện của con là được hát một bài chưa dành cho mẹ của con. Thì hôm nay con đã tạo nguyện lắm rồi ạ. Cảm ơn bé Sĩ Luân với một màn biểu diễn rất là nhiều cảm xúc. Và không biết là ý kiến của các vị giám khảo với cái bài hát này như thế nào. Xin mời giám khảo Huỳnh Lập ạ. Ở cái vị trí mà lúc mà Sĩ Luân còn ngồi chỗ cái đàn á, là rất là ra cái dáng của anh Hoàng Bách. Về cái chất giọng cũng rất là ra, rất là giống. Và khi mà đứng lên trên đây rồi á, thì tự nhiên bạn Luân lại thay đổi cảm xúc. Cái mình mới bất ngờ, ủa có khi nào là đây là một cái phần xử lý mới của anh Trung hay không? Thì thấy bé cứ khóc bù lu bù loa. À cái mình cũng suy nghĩ trong đầu, à chắc rằng là cứ bên trong tất cả mọi người dù lớn cũng là một đứa bé khóc khóc nhè như vậy. Thì càng về sau nói không, Luân nó khóc thật. Ở đây có ghi nè, ban đầu có ghi là Hoàng Bách, ra Hoàng Bách, nhưng mà lạ lắm, nhưng không, đây là cảm xúc thật. Ban đầu là lặp bị đánh lừa, nhưng mà càng về sau là càng nói, à đây là cảm xúc thật của bé. Và khi mà những cái gì nó mang tính cảm xúc rồi thì nó không còn là trình diễn, nó không còn là diễn xuất nữa. Đó là những cái gì mà trong cái tâm hồn và cái cõi lòng của mình muốn mang đến cho khán giả và mang đến chính người mẹ của mình trong chính cái bài hát này. Và anh rất là mong Sĩ Luân sẽ có thể trình diễn tiếp những cái tiết mục liên quan đến gia đình, và mình sẽ phải ổn định cái cảm xúc của mình lại để tiết mục của mình nó trọn vẹn và nó cảm xúc hơn. Cho phép em giải thích, tại vì lỗi là lỗi của anh. Thật ra trong lúc tập chương trình thì Sư Luân làm bài rất tốt. Nguyên cái đoạn điệp khúc là Sư Luân sẽ là người hát bè với anh. Trước khi bước ra sân khấu, Luân còn hỏi là con sợ con làm không tốt thì là lỗi của Trung. Trung có nói với Luân một câu là con hãy bước ra con hát, như đây là lần cuối cùng của mẹ con đứng ở dưới sân khấu nhìn con hát. Tại vì Luân là người không bao giờ chia sẻ cho mọi người biết mẹ của bé là bị bệnh nan y. Và cái việc mà Luân ca hát này chính là ước mơ của mẹ. Ước muốn khi xưa đã hóa ra con từ bao giờ. Nên là khi mà Luân bấm trúng cái nhân vật Hoàng Bách thì Trung cũng suy nghĩ rất nhiều. Tức là có rất là nhiều sự lựa chọn cho ca sĩ Hoàng Bách. Thì vì Hoàng Bách có rất là nhiều bài hát đinh, mà chỉ cần khi cất tiếng là người ta sẽ nhận ra Hoàng Bách liền và có thêm nhiều đất diễn. Nhưng từ trong thâm tâm thì Trung hiểu được là Luân muốn có một tiết mục dành cho mẹ. Tại vì chúng ta không có nhiều cơ hội làm điều đó, và thậm chí là nhiều khi chúng ta không có nhiều thời gian làm chuyện đó nữa. Nên Trung đồng ý, đồng ý làm một tiết mục an toàn như thế này. Nếu như hôm nay Luân có làm không tốt thì chú nghĩ là mẹ con cũng đã rất vui rồi. Và mẹ chú cũng vui nữa, cô Hòa ở đây cũng vui. Tất cả những ai là mẹ đều sẽ rất vui vì điều này. À, thực sự là lúc mà nghe con hát thì cô chưa xúc động đến mức quá nhiều. Nhưng mà khi mà nghe con chia sẻ xong thì nhìn lại phần trình diễn của con thì cô mới thực sự là cảm thấy rất là xúc động. Xúc động ở đây là mình còn suy nghĩ đến cả bản thân của mình nữa.
không biết là đến một ngày khi mà con trai mình lớn như con thì con của cô có nói được những điều như vậy không? Có nói được là con yêu mẹ, con thương mẹ và có thực sự là có những điều cái chia sẻ như vậy không? Thì thực sự là cô Hòa thấy thì gương mặt thân quen năm nay đã có một bạn thí sinh không chỉ hát hay mà còn truyền đạt được những cái thông điệp rất là tốt cho các bạn nhỏ khác đang xem truyền hình nữa. Thì cái đấy là một cái mà Hòa nghĩ là mọi người nên dành cho Luân một tràng vỗ tay rất là lớn. Và trước khi mà nhận xét về tiết mục thì cô cũng xin được chúc cho Luân và mẹ sẽ luôn mạnh khỏe và ở bên cạnh nhau thật là lâu. Luân cảm ơn cô ạ. Rồi, bây giờ mình sẽ bình tĩnh lại nha. Ngày hôm nay tưởng chừng như nó là một tiết mục đơn giản, nhưng nó lại là một tiết mục con làm tốt nhất từ đầu chương trình đến giờ mà cô Hòa cảm nhận. Con đã thực sự là nghiên cứu giọng của chú Hoàng Bách và hát có những câu đầu tiên Luân vừa hát xong là em đã nói là cảm xúc mà của con hát thì rất là tương đồng với cảm xúc của chú Hoàng Bách. Ngày hôm nay em cũng rất bất ngờ với anh Trung. Lúc mà anh bước ra em cũng vẫn nghĩ là anh sẽ làm một điều gì đấy. Nhưng không, khi mà em nhìn thấy cách anh hát và cách anh đi, cách anh biểu diễn, em đã biết là anh đã thực sự là làm nghiêm túc ở một cái tiết mục này và không muốn phá vỡ cái cảm xúc mà tiết mục gốc đã mang tới. Ngày hôm nay em đánh giá cao cả hai chú cháu luôn, mà lần đầu tiên hợp tác của hai chú cháu nữa. Em đánh giá điểm rất là cao cho ngày hôm nay. Chúc mừng hai chú cháu. Xin cảm ơn phần nhận xét của giám khảo Hoàng Minh Duy. Ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng lắng nghe những lời đến từ giám khảo Đại Nghĩa. Xin mời anh ạ. Cũng giống như cái trường hợp của bé Bảo Ngọc vậy đó, khi mà Trung phải tạm chia tay với bé Bảo Ngọc kết hợp với Si Luân thì mình thấy rằng đây là một cái sự kết hợp khá là hoàn hảo. Mới bước ra sao mà Trung có thể bắt chước được cái giọng của cô Thục An, là một cái giọng mà mình nghĩ rằng không dễ cho một người nam để bắt chước, nhưng mà Trung lại có thể biến hóa được cái giọng đó, thì đây là một cái điều anh rất là bất ngờ. Nhưng mà anh đang thắc mắc, anh nhớ trong clip là cô mặc áo dài màu vàng mà Trung, sao qua đây nó biến màu thành màu tím rồi? Dạ, tại vì em xem được rất là nhiều bản cô Thục An hát những sân khấu khác nhau thì cũng có rất là nhiều màu. Sao hôm nay em muốn chọn một cái màu mà nó không có giống Luân để cho Luân được tỏa sáng. Tại vì em muốn có một cái sự trùng lắp, nó đứng như vậy nhiều khi em không muốn em lắp đi Luân của em. Nên em muốn sự Luân thật sự là một cá thể riêng biệt ở trên sân khấu này. Nhưng mà bởi vì khi chương trình mà cho giám khảo xem cái clip mà các bạn xem hay thể hiện á, thì cô bằng áo dài màu vàng. Các anh nghĩ bụng, ủa hay là ban đầu là có may cái áo dài vàng đó, nhưng mà trong lúc quá trình thử đồ bận vô nó tét áo. Lấy cái bộ đồ của mẹ thiệt ở nhà mang ra bận. Còn về cái tiết mục thì như là mọi người cũng đã thấy và cô Hòa Minh Di cũng đã nói, do chúng ta không giữ được cái cảm xúc trong cái giọng hát, cho nên ở nửa cái phần sau con đã chưa làm đúng được như những gì mà con cùng với chú Trịnh Tú Trung đã tập trước đó. Thì đây là một cái điều mà chú nghĩ cũng rất là tiếc luôn á. Nếu như mà mình kiểm soát được cái cảm xúc đó, mình bình tĩnh hơn, thì có lẽ mình đã có một tiết mục nó vừa trọn vẹn cả về cảm xúc lẫn như về cái phần kỹ thuật. Quan trọng là hôm nay con đã làm được một cái điều mà con đang ấp ủ từ lâu, một món quà dành cho mẹ con. Cho nên chú nói là dù cho cuối chương trình cái kết quả về điểm số của chúng ta ngày hôm nay có ra sao đi chăng nữa, thì chú nghĩ rằng con và chú Trung cũng sẽ cảm thấy rất hài lòng vì mình đã làm được một cái điều cho cái người mà mình kính yêu nhất trên cuộc đời này. Xin cảm ơn ba vị ban giám khảo rất nhiều. Và Long tin rằng là sau mỗi tuần á, qua những cái lời nhận xét của các cô chú thì đó cũng là những cái động lực để cho các con cố gắng hơn và có thể sửa được những cái lỗi mà tuần này chúng ta còn đang gặp phải. Và quý vị thân mến, mỗi cái ca khúc mà nhắc về mẹ thì thường đem đến cho chúng ta rất là nhiều những cảm xúc khác nhau. Và một lần nữa xin cảm ơn huấn luyện viên Trịnh Tú Trung và bé Sĩ Luân vì đã đem đến một tiết mục rất nhiều cảm xúc trên sân khấu Gương Mặt Thân Quen. Cảm ơn. Quý vị thân mến, và trước khi đến với tiết mục tiếp theo, chúng ta hãy cùng nghỉ giải lao trong ít phút. Gương Mặt Thân Quen sẽ quay trở lại với các bạn ngay. Gương Mặt Thân Quen đã quay trở lại với quý vị rồi đây. Và quý vị thân mến, ngày hôm nay ở trên sân khấu này chúng tôi sẽ mời một thành viên tiếp theo của gia đình Hoa Dâm Bụt, mà mỗi lần thành viên này xuất hiện thì luôn làm cho nữ ca sĩ Hòa Minh Di phải giật mình hết lần này đến lần khác. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp lại trên sân khấu nam ca sĩ Đức Phúc. Nghe đâu lúc ngày bận lắm chẳng đi chơi nhiều nhân. Ủa Phong, cô Bình. Trời đất ơi, sao con ở đây vậy? Thì sao cô cũng ở đây vậy?
cô hả? Thật ra là cô không phải lo lắng hay là không phải lo lắng mà cô vào phòng lo lắng là tại vì là phòng lo lắng này nó phù hợp với cái outfit của cô ngày hôm nay. Nên là cô vô thôi, thật ra cô rất thoải mái nha. Nhưng mà cái phòng thoải mái nó không hợp với outfit của cô. Ủa thì con sao? Sao con lại ở đây vậy? Thì con thấy bạn của chú Đức Phúc ý, vừa nhảy còn vừa hát nữa, khó quá trời đất luôn. Bài mình sẽ thể hiện ngày hôm nay là ca khúc Người ơi ngỡ đừng về. Thì cái lưu ý ở đây ấy, cô cũng chỉ muốn dặn con là tại vì bài này vừa nhảy vừa hát cũng đó cũng là nỗi lo của con. Thì cô nghĩ là con phải cần tập thể lực nhiều hơn khi mà mình nhảy. Thứ nhất là cột hơi của mình nó phải ổn định, đúng không? Đó là cái mà cô lo nhất trong cái này thôi. Còn cô nghĩ là về Phong thể hiện ca khúc này thì cô chắc chắn là Phong làm được rất tốt. Và còn điều gì khiến con áp lực khi mà con trình diễn ca khúc này không? À, cái thứ nhất là cô Hoàng Minh Di với cả chú Đức Phúc là chơi rất là thân với nhau, nên là con nghĩ là cô Hoàng Minh Di sẽ rất hiểu rõ về chú Đức Phúc, nên là con lo lắng là cô ấy sẽ tìm ra những cái điểm yếu mà con chưa làm giống chú Đức Phúc ý. Vậy thì con phải cố gắng thật là nhiều hơn nữa. Vâng. Đấy, con phải nghiên cứu thật là nhiều và xem thật là nhiều chú Đức Phúc. Vâng. Nhiều khi ngủ nằm mơ luôn cũng được nghe con. Ok. Thôi con nghĩ là cũng không cần thiết phải quá lo lắng đâu. Thôi đi. Không, không. Thì đấy, đôi khi ta không ra ngoài, để tin nhìn mặt nhau, ta nhìn đâu, ta nhìn phone đâu.
mệt nhoài làm u ấm bao ngày qua. Đừng cứ kiếm cớ đòi về, cuộc vui vẫn chưa xong mà. Mình còn tăng hai và còn tăng ba, đừng về trước nhà. Người ơi, người ơi, đừng về. Làm sao để vui một khi vắng đi một người. Người ơi, người ơi, đừng về. Lâu lâu mới vui như vậy, bao lâu mới gặp lại đây, nhớ đừng về. Phần thể hiện của nam ca sĩ Đức Phúc. Xin cảm ơn Nhung Vũ Công đã hỗ trợ cho phần tiết mục này ạ. Cảm ơn Phúc rất nhiều. Và ngay bây giờ thì sẽ đến với một người chị vô cùng thân thiết. Mời nữ ca sĩ Hoàng Minh Di ạ. Bây giờ mình nói về bên ngoài trước nha. Bên ngoài thì chú Đức Phúc thì chú có làm hai cái răng thỏ làm hơi lố. Cho nên là cái răng thỏ ngày hôm nay là con đã gọi là tận dụng. Tận dụng một chiếc răng thỏ đã được làm hơi lố của Đức Phúc để mình có một cái nét đặc biệt. Cũng may là con cũng có hai răng thỏ đúng không? Con có hai răng thỏ nhưng mà vì nó không dài như thế cho nên là phải cố tình làm cái miệng nó nhoe ra một tí. Vậy sẵn tiện anh hỏi luôn, tức là Đức Phúc cố tình làm như vậy hay đó là một cái sự cố khi làm răng? Cố tình làm răng thỏ như vậy và đó là đã phải trải qua khoảng 9999 bước mà em phải và Eric đã khuyên nhủ là cắt bớt đi rồi đấy. Là có cắt chưa? Là có cắt rồi đấy à. Mà nó vẫn vậy đấy. Cho nên là ngày hôm nay là bé là rất tận dụng cái điều đó đấy. Để có thể là có một cái nét đặc trưng của chú Phúc. Có những cái câu cô có để ý là cả hai lần luôn. Thì con đều hát như vậy. Ừ ấm mơ ngày qua. Là chú Phúc sẽ chỉ hát là ừ ấm mơ ngày qua. Là chú Phúc sẽ hát nhẹ thế thôi. Nhưng mà cô có nghe con có hát một chút là ừ ấm mơ ngày qua. Qua là con có hơi có một tí nam phong ở trong đấy. Chắc là do mình biểu diễn nhiều quá nên là mình cũng kiểu run đúng không? Mấy cái nét đặc trưng của chú Phúc là đôi khi chú hát có hơi bị đớt giọng này. Khi mà chú biểu diễn thì lý lách tới cách biểu diễn thì cô thấy cũng khá là giống. Nhưng mà về giọng hát bởi vì mình chọn cái tông thấp quá nên là cô chưa thấy phô diễn ra được giọng hát. Nhưng mà ngày hôm nay thì đây cũng là một tiết mục rất là dễ thương rồi. Chúc mừng hai cô trò. Xin mời anh Đại Nghĩa. Chú Nghĩa là rất thích chú Đức Phúc. Bởi vì mỗi lần mà làm việc với chú Đức Phúc á, chú Nghĩa thấy vui lắm. Cái sự mà ngây thơ, cái sự hơi ngây ngô một tí và rất là hồn nhiên trong cái suy nghĩ của chú Đức Phúc làm cho những người xung quanh cảm thấy dễ chịu, cảm thấy thoải mái khi mà mình trò chuyện với một cái người như Đức Phúc. Thì ngày hôm nay chú Nghĩa nhìn thấy được cái tinh thần đó con. Coi rất là dễ thương, chú coi chú cười suốt luôn á. Chú cười bởi vì con đã bắt được gọi là cái điểm nhấn của nhân vật ở ngoại hình để con có thể con diễn cái điều đó ra và làm cho các cô chú cảm thấy à, đó là Đức Phúc nhưng nó lại vừa chừng, nó không có bị lố lắm, tức là mình vẫn thấy rằng con đang làm điều đó với một cái sự tôn trọng cái nhân vật đó. Thì đó là cái điều mà chú cảm thấy con cũng như là huấn luyện viên của con, cô Thái Bình rất là trân trọng cái nhân vật của mình và làm rất nghiêm túc. Thế còn anh Huỳnh Lập ạ, nãy giờ anh theo dõi rất là chăm chú và chắc là cũng có nhiều điều muốn chia sẻ phải không ạ? Đây, khi mà bắt đầu xem tiết mục này là ghi hẳn đây là Hòa Minh Di. Tức là cái phần nhận xét là cho Hòa Minh Di hết. Tại vì không ai hiểu Đức Phúc bằng Hòa Minh Di. Và sau khi nghe anh Đại Nghĩa nhận xét xong, em ghi luôn là anh Đại Nghĩa trong đây luôn. Nhận xét hết mà không còn cái gì để nhận xét luôn. Dạ, nói hết luôn. Nói đùa một xíu thôi. Tại vì á, nếu mà nói về nhận xét về chuyên môn và cách chính xác nhất á, là không ai hiểu bằng cô Hòa Minh Di cả. Nhưng mà với cái vị trí mà mình ngồi ở đây á, mình được quyền xăm soi, mình dòm, mình ngó coi như nào. Tại vì mình sẽ không nhìn tổng thể nữa. Tại vì tổng thể mình đây coi hết rồi. Mình nhìn xăm soi rồi mình phát hiện à, cái bé này rất là biết cái cách mà bắt chước những khoảnh khắc. Có một cái đoạn bâu dáng mà ê rửa cắn gì nè, là không biết trong clip thật sự có cái đó không? Có ngoài cái đấy ra em đang nhớ cái cho em nói luôn. Mà chú đi sang này là chú có hơi thè lưỡi, là nhếch mép lên một tí. Cái đó Nam Phong cũng có làm đúng không? Nhanh nè.
Gì đó gì đó. Cả tuần làm việc rồi mới cưng ra đây ngồi. Thì con rất là khéo trong cái việc nắm bắt những cái tạo nét đó của chú Phúc. Và lúc mà con mới chuẩn bị ra sân khấu đây đó, là cô Hoàng Minh Di với lại là chú Đại Nghĩa đó, có nói rằng là các bạn này giỏi dữ lắm nè, mấy tuần trước là cô rất là tạo ấn tượng cho khán giả, cho ban giám khảo ở đây, nên là chú rất là trông chờ chào cái tiết mục của con. Và rõ ràng xem tiết mục này nó rất là vui, rất là giải trí, nên là chúc mừng con đã hoàn thành và chúc mừng chị đã luôn đồng hành với em. Cảm ơn chú ạ. Cảm ơn chú Minh Ngọc, cảm ơn cô Hoàng Minh Di, cảm ơn chú Đại Nghĩa. Chúc mừng con và chúc mừng huấn luyện viên Thái Bình rất nhiều nhé. Cảm ơn anh. Quý vị thân mến, và cặp thí sinh tiếp theo sẽ là ai và họ sẽ đem đến cho chúng ta những thú vị và những bất ngờ như thế nào? Ngay bây giờ chúng mình hãy cùng theo dõi cái quá trình tập luyện vất vả ba ca khúc nhạc đỏ của cặp đôi Tùng Anh và bé Gia Như khi bấm chọn được nhân vật, đó chính là ca sĩ Lan Anh. Xin chào tất cả mọi người, con tên là Gia Như. Trong tuần này thì con đã bấm chọn được nhân vật đó là cô Lan Anh. Bởi vì là con nghĩ là con có thể làm được nhiều hơn là 4 tập vừa qua, nên là hôm nay con lại lựa chọn căn phòng thử thách. Và bây giờ thì con sẽ lựa chọn một trong những thử thách của chương trình trong căn phòng thử thách. Hôm nay con sẽ lựa một màu trắng đi ạ. Thử thách của bạn là hoán đổi huấn luyện viên ngay bây giờ. Hy vọng bạn sẽ hoàn thành xuất sắc thử thách và tỏa sáng rực rỡ chặng đường đua tiếp theo cùng gương mặt thân quen. Ôi, thực sự là con không biết phải nói gì, bởi vì là cái thử thách này nó đến với con là một sự quá là bất ngờ. 4 tập vừa qua khi mà con được làm việc và đồng hành cùng với cô Kim Thành thì cô luôn luôn dẫn dắt con và chỉ dạy cho con tất cả những cái nhân vật mà con chưa làm giống, mà cô luôn luôn là chỉ dẫn con và chăm sóc cho con rất là cặn kẽ. Ôi, và con cũng không biết là huấn luyện mới của con sẽ là ai mà con... Hello, hi, Lily. Xin chào Hello, con. Hello, chú. Sao? Bất ngờ không? Con bất ngờ mà con vẫn đang lo lắng nữa này. Chú là ai không? Con có nghe qua ở trên YouTube, ở trên mạng á, là chú tên là Tùng Anh và chú có khả năng vô cùng là đặc biệt luôn cả nhà. Đó chính là chú có thể hát hai giọng, cả nam và cả nữ. Huấn luyện viên Tùng Anh. Với khả năng biến hóa trong giọng hát, ca sĩ Tùng Anh đã để lại ấn tượng khó quên tại Gương Mặt Thân Quen 2019. Lần trở lại này, bằng kinh nghiệm và tài năng, huấn luyện viên Tùng Anh hứa hẹn sẽ cùng thí sinh của mình chiến đấu hết mình, vượt qua mọi thử thách của Gương Mặt Thân Quen 2022 phiên bản song ca. Với nhân vật của Lan Anh thì con đã chọn được những ca khúc nào mà để thể hiện trong cái tập này chưa nhỉ? Đối với cô Lan Anh thì là một dòng nhạc thính phòng. Thì con nghĩ là có bài bài ca Hy Vọng này, bài gì nữa ta, Cô Gái Mở Đường cũng là một cái Để một cô Lan Anh thì có rất nhiều ca khúc mà làm nên tên tuổi của cô. Thì chú nghĩ là chúng mình sẽ bắt sắp những ca khúc mà đi cùng năm tháng của cô để mình làm nên một hình ảnh Lan Anh rất là mới. Chú chú, cái bài Cô Gái Vót Trong ấy, chú có thể hát mẫu cho con một đoạn được không? Tại vì trong bài này thì con cực kỳ là thích cái đoạn mà có cái đoạn mà lên cao, đoạn chim hơi. Đúng không? Đấy. Trời ơi, tuyệt vời. Và bây giờ con và chú và cả nhà sẽ cùng xem lại clip gốc của cô Lan Anh nhé. Kim Thành là một người bạn của Tùng Anh mà hai người cũng chơi rất là thân thiết ở ngoài đời nữa. Thì mong rằng là Kim Thành hãy yên tâm. Từ đây trở đi là Tùng Anh và Kẹo sẽ luôn luôn hai chú cháu sẽ song hành trên chặng đường tiếp theo. Và mong là Thành ở hậu phương cùng giúp đỡ hai chú cháu đạt kết quả thật là tốt. Ok. Yeah.
đông và mây mù sẽ tan. Mùa xuân về trong chiến khu, tiếng chim rừng ca hót khắp nơi. Mùa xuân về trong chiến khu, gió đưa cây rừng cành lá về vu. Chim hót mừng mùa xuân thắng lợi, mái vàng đang nở lên đồi, chào anh bộ đội thêm một tuổi đời, mừng anh thêm một túi quân, thêm nhiều chiến công toàn dân nước mơ. Xuân chiến khu khói mù tỏa lắm quê nhà, em chẳng có chi để làm quà, có chi hơn là hát tặng bài ca. Chờ bọn bay, giữa bọn bay. Nhìn vào cô gái ơi trên non, cô gái sông ba đầu búi tóc thon, tay vót trong miệng hát không nghỉ. Nhìn vào cô gái ở trên non, nhìn vào cô gái ở Tây Nguyên. Ôi, nhanh tay vót bằng tay em, chim hót không hay bằng tiếng. Đó là tiếng hát của huấn luyện viên Tùng Anh và bé Gia Như. Xin chúc mừng hai thầy trò đã hoàn thành xong cái phần thi của mình. Và không để quý vị chờ lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng đến với cái phần nhận xét của ban giám khảo ngay bây giờ ạ. Xin mời anh Đại Nghĩa. Hôm nay thì rất là vui khi thấy Tùng Anh đã quay trở lại với gương mặt thân quen. Khi em kết hợp với bé Gia Như thì anh nghĩ rằng cũng lại là một cái sự nó rất là hợp lý, giống như hai cặp trước đó. Là bởi vì nếu như là một huấn luyện viên nam hát cái giọng nam bình thường á, thì khi mà hóa thân thành những nhân vật như thế này sẽ rất là khó khăn là tìm một cái giải pháp làm sao cho hai thầy trò có thể phù hợp được với nhau. Nhưng may mắn cho Gia Như là Tùng Anh có thể hát được giọng nữ. Và chú ấy, thầy của con ấy, Gia Như, vẫn hát được giọng nam bình thường con nghe. Cho nên là nếu mà một cái bài hát, một tiết mục nào mà là nam nữ song ca là thầy con cân được. Và nếu như là một nhân vật nữ như tiết mục này, thầy con cũng làm được luôn. Thì đây là một cái may mắn dành cho con như Gia Như. Và với cái tiết mục ngày hôm nay thì trước tiên là chú thấy một cái sự đầu tư nhìn rất là hoành tráng. Nguyên một dàn nhạc dây bên trên sân khấu, rồi khói lạnh thả ra và hai thầy trò đứng im và hát thôi. Và nó tạo cho người xem giống như là mình đang ở trong một cái nhà hát lớn, một chương trình lớn, mình đang trời ơi, say mê và chìm đắm trong âm nhạc. Nhưng nó sẽ có một cái bất lợi là bởi vì khi chúng ta không có những cái chiêu trò gì khác trên sân khấu thì người ta chỉ tập trung vào cái phần nghe. Với Gia Như thì một cô bé chỉ mới có mười mấy tuổi thôi. Cho nên là để hóa thân được như cô Lan với cái giọng hát như vậy thì chắc chắn mình sẽ còn phải mất rất nhiều thời gian để mình rèn luyện cái giọng hát của mình đó con. Nó vẫn là một bé Gia Như đang cố gắng hát giọng của cô Lan Anh thế thôi. Nhưng mà để gọi là trọn vẹn thì chưa nha. Cảm ơn hai thầy trò rất là nhiều. Cảm ơn phần nhận xét của giám khảo Đại Nghĩa. Thì như chú Đại Nghĩa cũng đã nói đó, đó là cô Lan Anh là một cái giọng ca thượng thừa rồi, cho nên để mà bắt chước được giống như vậy thì rất là khó. Thế thì chúng mình hãy cùng thử lắng nghe ý kiến của giám khảo Huỳnh Lập xem là chú ấy nghĩ gì về phần thi này nhé. Chú Nghĩa hơi khó là bởi vì chú Nghĩa ngồi ở đây xuyên suốt nên là biết được cái quá trình của con như thế nào. Còn chú Lập thì lần đầu tiên nghe, trời ơi, cũng rất gì và này nọ chứ không phải không nha. Tại vì thật ra đây là một bài toán khó, giống như là chúng ta giải một cái hằng đẳng thức vậy đó.
khi mà chúng ta giải cái hàng đẳng thức có rất là nhiều số thập phân và phân số trong đó để tìm ra giải mã cuối cùng đáp án nó như thế nào, thì trong đó có những phân số như sau. Thứ nhất là dòng nhạc này rất khó, không phải ai cũng hát được, thậm chí là ca sĩ mà không phải chuyên dòng nhạc đó hát còn không được nữa, mà huống hồ chi con còn quá nhỏ. Cái thứ hai là phải làm sao giống cô Lan Anh nữa. Đó, nó rất là quan trọng. Khi mà chú coi cái clip của cô Lan Anh á, gương mặt của cô á, nó tỏa ra một cái hào quang, nó rất là sáng, đó là niềm tự hào. Và con đã thể hiện được cái đó. Cái bài hát này có những lúc lên rất cao. Và trong cái clip gốc của cô Lan Anh á, tuy là hát rất cao nhưng gương mặt của cô cũng rất là điềm tĩnh. Và con cũng có thể giữ được cái sự điềm tĩnh đó trong những cái lúc mà con hát cao giống như vậy nữa. Nên khi mà chú xem cái tiết mục này là chú rất là nể con luôn á. Rất là chúc mừng con, chung như là anh Tùng Anh đã có sự hỗ trợ rất là đắc lực cho bé. Cảm ơn. Về cái diễn xuất bên ngoài hoặc là làm thế nào để hóa thân thành nhân vật thì chú Đại Nghĩa và chú Hình Lập đã nhận xét rất là kỹ càng rồi. Còn bây giờ về phần hát, chú Long tin là cô Hòa sẽ là người hợp lý nhất để nhận xét phần này. Xin mời cô. Trời ơi, áp lực quá. Vì thực sự đây cũng không phải là dòng nhạc sở trường cô Hòa ấy, nên là cô Hòa cũng không thể nào mà kiểu đánh giá trên phương diện kiểu như giảng viên thanh nhạc để nói con được. Đầu tiên thì chào mừng anh Tùng Anh tới với chương trình. Và đặc biệt là vừa nãy thì em có để ý là có rất là nhiều đoạn anh mặc dù nhìn về phía trước nhưng mà tai thì lắng nghe bé ở bên cạnh, khoảng cách khá là xa. Nhưng mà khi mà anh chỉ cần để ý thấy rằng là bé đang bất ổn trong câu hát là tôi đã nghe thấy một giọng hát lanh lảnh nhưng mà hơi né né mic một chút để hỗ trợ. Đấy là như một là hát cái nền, dạ, cái nền đó. Hoặc là bé hát lủng cho nào là anh giá lủng, đó. Là vô liền. Là em thấy là một cái may mắn cho bé Gia Như. Thì thực ra là khi mà chọn ca khúc này thì Gia Như cũng muốn là cháu muốn thử thách mình. Và thực ra là hiện tại thì Gia Như vừa mới trích xong, bạn đang rất là ốm, bạn không hát được từ hôm qua đến giờ và bây giờ bạn không nói được, mà cố gắng, bạn rất là cố gắng rồi. Thế nên là có tiếng lanh lảnh bên cạnh như vậy đó, chứ không thực Gia Như hát rất là tốt. Con ráng giữ sức khỏe Gia Như nha. Cái đó là cái mà cô Hà muốn nghe con chia sẻ, bởi vì cô nghe thấy cái đờm. Không sao mà. Và chú biết là có rất là nhiều cái sự khó khăn trong cái quá trình chúng ta tập luyện. Và khó khăn hơn nữa là ở trong tuần vừa rồi thì con đã bước vào căn phòng mạo hiểm. Và khi gặp được một vị huấn luyện viên mới, có những cái gì khó khăn không? Hoặc là chú cháu làm việc với nhau như thế nào, có thể chia sẻ cho quý vị khán giả biết được không? Khi mà con bước vào căn phòng mạo hiểm thì cái thử thách mà con nhận được từ chương trình đó là con phải đổi một huấn luyện viên ngay lập tức. Thì lúc đấy con cảm thấy rất là lo lắng, bởi vì là khi mà cái quá trình mà con làm việc với cô Thành thì đang rất là suôn sẻ, rất là ăn ý với nhau. Thì tự nhiên khi mà con bước vào căn phòng mạo hiểm thì cái bài hát này đã là một cái thử thách cho con khi mà con lựa chọn. Và con lại bốc thêm vào cái thử thách của chương trình là con phải đổi huấn luyện viên, thì con cảm thấy rất là lo lắng và áp lực. Nhưng mà khi mà được làm việc với chú Tùng Anh thì có những cái gì mà con chưa làm được thì chú luôn hỗ trợ con hết mình, nên là con cũng cảm thấy yên tâm hơn. Và hai chú cháu đã tập luyện với nhau rất là ăn ý. Thế để cô chia sẻ một câu chuyện để con bình tĩnh hơn nhé. Là cái ngày mà cô Hòa thi Gương Mặt Thân Quen năm đó anh Đại Nghĩa có dẫn á, là em có thi cái tiết mục mà Tàu Anh Qua Núi. Không phải bài đó, cái bài em hát cải lương. À, là bài Công Chúa Bích Vân ấy. Dạ đúng rồi, bài Công Chúa Bích Vân. Là ngày hôm trước khi thi á, hát cực kỳ hay luôn, xong cái tự dưng ngủ dậy cái khản cổ luôn, tự dưng cái mất giọng, xong rồi đi trích là y chang như con vậy đó. Đi trích mà trích của cô là trích là 5 mũi một bên, làm trích 10 mũi lận anh. Chết gì ghê vậy. Trích 10 mũi lận. Chết cho ban ben hết hay gì vậy trời. Bây giờ anh mới hiểu, thì ra hôm đó anh thấy sao Hòa Minh Di diễn cái vai Công Chúa Bích Vân mà nó cứ bị niễn niễn một bên. Là có trích nhiều, cú cái triểu nặng xuống. Nhưng mà ngày hôm nay thì thi thử sao mà mũi trích đấy nó chắc là nó vẫn chưa hiệu quả với giọng hát của con. Học tài thi phận mà. Nên là ngày hôm nay cũng giống như là một cái thử thách trong đường bước tương lai mai sau của con thôi. Khi con đi biểu diễn á, diễn nhiều á, mình sẽ bị khản cổ. Trong bất cứ một chương trình nào, đôi khi mình cũng sẽ gặp tình huống này. Coi như là một cái để mình có thể làm quen trong tương lai. Cô mong là với những cái dòng nhạc sở trường của mình trong tương lai, hoặc là may mắn hơn, mình lựa chọn sau ngày hôm nay với một thể loại nhạc nó phù hợp với con hơn, thì tiết mục ở lần sau Gia Như sẽ thể hiện thật tốt. Và cô Hòa luôn luôn là một người luôn luôn theo dõi Gia Như và ủng hộ Gia Như trên con đường sắp tới. Chú nghĩ là khi mà con bốc được huấn luyện viên mới là chú Tùng Anh thì đôi khi đó nó cũng là một cái sự may mắn đối với mình. Cho nên là chúng ta còn rất là nhiều vòng thi sau nữa, và chú tin là con sẽ may mắn ở các vòng sau nữa nha. Cảm ơn hai chú cháu rất là nhiều ạ. Cảm ơn mọi người.
Tiết mục cuối cùng của chúng tôi sẽ là một tiết mục vô cùng sôi động. Và trước khi đến với tiết mục đó, chúng ta hãy cùng nghỉ giải lao trong ít phút. Gương mặt thân quen sẽ quay trở lại ngay. Chương trình Gương mặt thân quen đã quay trở lại với quý vị rồi đây. Và quý vị thân mến, phần trình diễn cuối cùng trong đêm thi ngày hôm nay, tại sân khấu này chúng ta sẽ chào đón một nhóm nhạc nữ gồm 4 thành viên vô cùng nổi tiếng với hơn 66 triệu bản đĩa được bán ra trên toàn thế giới. Một tràng pháo tay thật lớn cho nhóm nhạc nữ đến từ xứ sở Kim Chi, 2NE1. Xin chào mọi người. Đây là team Phượng Vũ và Khả Hân đây. Và đây là lần thứ 2 team chúng mình được vào căn phòng tự hào. Rất là vui và không nghĩ là mình sẽ được một giải nhất tuần nữa. Bởi vì mọi người rất là giỏi, các anh chị và các team khác cũng rất là xuất sắc. Nhưng mà chúng mình đã cố gắng rất là nhiều. Thank you à Khả Hân. Con đã cố gắng rất là nhiều, cô rất tự hào về con. Yeah, vậy là cô trò mình đã có 2 tấm hình tự hào rồi. Và đến phần hồi hộp nhất, quan trọng nhất, cô trò mình đã chờ đợi rất là lâu. Nói chung là chiến thắng một vòng ấy, mình chỉ mong chờ đến lúc mà mở phần thưởng thôi. Và lần trước thì cô đã là người mở rồi, bây giờ cô nhường cho Khả Hân. Phối. lấy may mắn. Rồi, hãy lựa chọn đi nào. Con sẽ chọn cái bên con đi. Ok. Tại vì kỳ trước cô mở ra, cô cũng đã chọn cái bên cô rồi. Rồi, ok. Ôi. Phần thưởng của bạn là một buổi nạp năng lượng đặc biệt. Wow, đúng là sở trường của hai cô trò. Hai cô trò mình rất thích đi đi chơi và rất thích ăn ngon. Hai cô trò rất thích mặc màu sắc. Và lần này thì chúng mình sẽ kết hợp đi chơi những thứ đó lại. Đúng rồi, mặc thật là đẹp và ăn thật là ngon. Cảm ơn chương trình rất là nhiều. Và quay trở lại với tuần thi thứ 5 thì team Phượng Vũ và Khả Hân đã quay trúng vào một nhóm nhạc nữ rất là nổi tiếng của Hàn Quốc. Đó chính là nhóm 2NE1. Trong vòng thi lần này thì Phượng Vũ và Khả Hân đã chọn một cái bài hát rất là nổi tiếng của nhóm 2NE1 và cũng rất là sôi động. Đó chính là I'm the best. Và Khả Hân được giao một cái trọng trách rất là quan trọng. Đó là hóa thân vào cô CL. Một cô ca sĩ mà rất là nhiều năng lượng này. Cô ấy rất là mạnh mẽ và nhảy rất là giỏi. Đặc biệt là cô ấy hát rất là hay và có một cái giọng mà rất là đặc trưng luôn. Đúng rồi. Nghe một cái là biết CL. Khả Hân sẽ phải nỗ lực và chăm chỉ tập luyện nhiều hơn để mà học tiếng Hàn này, rồi học nhảy này, rồi học các biểu cảm này, Phượng Vũ nhẹ nhàng hơn, hóa thân thành Dara. Và để biết được nhóm nhạc 2NE1 ngầu như thế nào thì xin mời quý vị khán giả hãy cùng theo dõi clip gốc nha. Thank you.
거 지고 꼬 운에 비치네요 그룹 콩고 미사일 비커 지금은 8시 약속 시간은 8시 반 도도한 걸음 일어난 선이 봐 내가 제일 잘 나가 내가 제일 잘 나가 내가 제일 잘 나가 내가 제일 잘 나가 제일 잘 나가 내가 바로 내가 좀 끝내주잖아 Alright 네가 날아도 이 몸이 부럽잖아 Alright 남자들은 나 돌아보고 여자들은 따라해 내가 앉은 기자리를 매우 엄마 비관해 손잡은 많잖아 어리버리한 player 바로 바친 타이어처럼 버킷촉에 차여 도난 거부해 이 건너 서는 얘기 가지를 너나 잠이 난 빌린 다른데 뭐 좀 아는 사람들은 다 됐어 알아 뭐 아무나 척가 무나 봐 누가 제일 잘할까 내가 제일 잘할까 내가 제일 잘할까 내가 제일 잘할까 내가 제일 잘할까 제일 잘할까 누가 네가 나보다 더 잘나가 Hey! No, 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 no 나, 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 나 누가 네가 나보다 더 잘나가 Hey! No, 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 no 나, 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 나 mọi người ạ. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. 어떻게 알았어? 아는데 어디가 아직 못 쓰고 있어. 너 몇 초 더? 아, 나 이거 못 쓰고 지금 대상 tiếng Việt với con. I don't know. Nói gì được cái bà nhỏ này trời ơi em ơi. Hai tuần nhất rồi đó em. Vậy luôn á hả? Hai tuần nhất rồi đó. Trời ơi. Mà ra vẫn tràn đầy năng lượng vậy đó. Mà càng về sau cảm thấy là bé Khá Hưng lại càng xuất sắc hơn nữa. Với những cái màu sắc biến hóa trên sân khấu. Cái mà Khá Hưng thuyết phục chúng ta qua những tuần thi á, nó không phải chỉ là cái giọng hát. Bởi vì Khá Hưng thật ra nếu nói về giọng hát thì đó không phải là thế mạnh. Mà cái thế mạnh của bé Khá Hưng á, là cái bắt chước được cái thần thái của nhân vật. Bởi vì Khá Hưng thích là một diễn viên nhiều hơn cho nên là bé quan sát rất là kỹ coi nhân vật đó có những cái nét gì đặc trưng ha. Chẳng hạn như cái tuần làm cô Phương Thanh, trời ơi là hết hồn hết vía luôn, bắt chước được những cái gọi là mà đỉnh nhất của cô Phương giọng Thanh, giọng hát luôn, giọng hát luôn. Cho nên là ở cái nhân vật này cũng vậy, CL là trưởng nhóm, trưởng của cái nhóm nhạc này, và cái phong cách của cô ấy cũng như là cái gương mặt, cái con thể hiện trên gương mặt đó là y chang. Mặc dù lùn nhất mà lại là thân thái nha. Lùn nhất là bởi vì ở đây con so với mấy cô khác thì con không cao bằng thôi. Cô Phượng Vũ là nhờ thêm cái mái tóc dựng ngược trên đầu nữa. Nhưng mà con được cái có hai cái sừng. Ê, mà cái này hay nha. Đây có thể xem như là một trong những hình ảnh mà ghi dấu ấn rất là đậm nét. Biểu tượng. Biểu tượng gần như là của cái cô này á với khán giả Hàn Quốc. Cho nên là con nó cố tình con chọn hình ảnh này của cô ấy đưa vào trong tiết mục này đúng không Khơ Hạc Hơn? Dạ đúng rồi. Với lại cái kiểu tóc này là con cảm thấy là nhìn vô là biết là CL liền. Nên là con chọn cái kiểu tóc này cho nó đặc biệt để mọi người biết con là CL. Có gì con nếu như mà con hát không có giống bằng cô CL thì mọi người nhìn vô cái con bé này nó cũng có một cái hình tượng giống như cô CL. Trời ơi, nãy tính nói luôn á, bà hay ra dẻ quá trời quá đất. Không, nhưng mà có những cái đoạn mà đang hát như này nè, xong bắt đầu nhếch mép một cái xong rồi hất chân đi vào bên trong. Trời ơi, cái thần thái mà em không nghĩ được là trong một tuần mà có thể tập được như vậy luôn. Oh my god.
À, con làm gì con thấy mắc cười hết trơn á. Cái cách con quay lưng lại, con lắc lắc cái lưng, con lắc lắc cái hông của con, chú Nghĩa nhìn cũng cười nữa. Là cái gì mà oh my god, nó cũng mắc cười nữa. Cái đoạn cuối cùng bắt oh my god á, tức là anh cảm giác oh my god, mệt quá. Nó đáng yêu. Có thể thấy rằng là cái nhóm nhạc là một cái nhóm nhạc phá bỏ hết tất cả những chuẩn mực về ngoại hình, về tạo hình, về mọi thứ. Khi mà coi con quá thân vào cái nhân vật này á, thì ban đầu khi mà người ta xem nhân vật chính á, thì rất là ngầu, rất là... Nào, gọi là phải dùng cái từ là nó... Bùng nổ. Đó. Trời ơi, thật chú cần con dạy nói từ về chú nào. Biết sao không nè, rõ ràng luôn, không ghi một cái gì ở trong cái tờ nhận xét luôn. Tại lo vì coi. Nãy giờ phấn khích lo coi không à. Nên không có chuẩn bị văn ở trong đầu để mà nhận xét. Cho nên là khi mà coi xong xuôi hết đó là chỉ muốn nói một câu đó là bài gà dẻ quá trời quá đất đi. Cảm ơn chú. Ở trong phần này thì chúng ta phải cố đè cái giọng chúng ta na 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 cho giống cô CEO đúng không? Thế thì cô Hòa, cô cảm thấy là cái phần giọng hát của Khả Hân ngày hôm nay như thế nào? Phía kia thì có một tắc kè hoa, nhưng mà ở đây em có một cái từ gì để em có thể diễn tả cô bé Khả Hân này bây giờ? Anh Nghĩa, em đang không, sao mà tự nhiên gặp Khả Hân em không còn cái từ gì để nói luôn ý. Một cô bé không còn từ gì để nói. Con là có một từ là con giống như là con bắt biến á. Con biết Pokemon không? Pokemon con bắt biến là con gì cũng biến được hết. Gọi là con bắt biến. Giọng là cũng rất là chắc nha. Nhảy như vậy nhưng mà đến lúc hát là cũng không thiếu từ nào. Không hụt từ nào hết. Cũng vẫn là tất cả các cô là thấy các cô mệt hết rồi. Nhưng mà con là vẫn cứ na 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 nha. Các cô là không có na 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 na. Nhưng mà con là vẫn nhảy nhưng mà vẫn na 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 na. Là không thiếu cái na na nào hết á. Rất năng lượng đúng không? Rất là năng lượng. Anh đang thắc mắc là Phượng Vũ ơi, cái lùm trên đầu em á. Cái lùm trên đầu, lùm cây trên đầu em là tóc thật hay tóc giả gắn lên vậy? Tóc em đây, đây là tóc thật của em đấy. Ôi trời ơi. Tốn hết mấy chai keo xịt tóc mới dựng ngược lên được như vậy? Dạ cũng chắc là một hết một chai đấy anh ạ. Ôi trời ơi. Rồi bên trong có độn gì vô trong không em? Dạ không, tóc của em làm rối lên. Dạ vâng ạ. Tóc thật như vậy luôn hả? Hay nha, hôm nay lại kiếp quá trang. Không, bình thường tóc em nó cũng giống tổ chim rồi. Đội hóa trang của team mình ngày hôm nay đó. Cái này mà gọi đầu ra là phải cả cái ekip ngồi rồi mới ra. Tại nếu mà là tóc thật mà bên trong không có độn cái gì vào để mà gài lại á, thì sẽ rất là khó để nó giữ đứng như vậy trong suốt cái quá trình mà nhảy. Mà hôm nay như vậy phải nói là ekip hóa trang dành cho cái đội của mình rất là vất vả mới tạo hình được như thế. Nói chung là đúng là bây giờ cô xin lỗi con, nhưng cô chẳng còn từ gì để nói cả. Quá là xuất sắc rồi. Chúc mừng hai cô trò nha, tiết mục quá xuất sắc rồi. Cảm ơn những ý kiến đóng góp của ban giám khảo. Và quý vị thân mến, điểm đặc biệt của gương mặt thân quen mùa này đó chính là chúng ta còn có cả giải cho đội hóa trang xuất sắc nhất. Và trước khi đến với cái phần giải thưởng đó thì chúng ta hãy cùng nghỉ giải lao trong ít phút. Gương mặt thân quen sẽ quay trở lại ngay. Gương mặt thân quen đã quay trở lại với quý vị rồi đây. Và quý vị thân mến, như quý vị đã biết thì năm nay chúng ta sẽ có thêm giải thưởng cho phần hóa trang xuất sắc nhất mỗi tuần, được bình chọn bởi 3 vị giám khảo để vinh danh những màn hóa trang xuất sắc nhất đến từ các chuyên gia hóa trang. Và trên tay Long Chun hiện tại đã có kết quả của phần thi hóa trang. Long Chun xin công bố giải thưởng hóa trang xuất sắc cho đêm thi ngày hôm nay đã thuộc về chuyên gia hóa trang Vân Miu của đội Phượng Vũ và bé Khả Hân. Xin mời. Hai icon của chúng ta có thể tiến lại khu vực sân khấu để cho quý vị khán giả có thể nhìn ngắm lại một lần nữa phần hóa trang rất xuất sắc trong buổi tối ngày hôm nay. Chị Vân Miu thân mến, cảm xúc của chị khi lại tiếp tục được chiến thắng nữa như thế nào? Hiện tại thì cảm xúc của Vân rất là vui, cũng như là mình cảm thấy mình rất là may mắn khi được nhận giải hóa trang của tuần này. Thì Vân nghĩ rằng là bạn Makeup Artist nào cũng đã cố gắng hết sức. Và Vân chỉ thấy là Vân may mắn vì có những cái nhân vật mà có thể là làm nổi bật được hình tượng của nhân vật đó. Và Vân cảm ơn rất nhiều. Ở đây xin chúc mừng team Phượng Vũ và bé Khả Hân. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần cho điểm các đội thi từ 3 vị ban giám khảo. Ngày hôm nay em muốn hỏi là ai mình muốn cho điểm trước ạ? Em, sau nhiều kinh nghiệm thì tôi thấy là tôi phát biểu đầu tiên nó vẫn cứ là an tâm nhất. Nói chung là ngày hôm nay thì Long Chun rất là hy vọng là cái sự an tâm sẽ đến với Hoa. Vâng, mời anh Huỳnh Lập sẽ cho điểm trước ạ.
Tôi có thể tiền nó. Vâng, mời anh Huỳnh Lập sẽ cho điểm trước ạ. Gì kỳ vậy? Cuộc chơi của chúng ta luôn có những cái cú twist bất ngờ. Và sự bất ngờ ngày hôm nay đó chính là cái việc mà anh Huỳnh Lập sẽ là người cho điểm trước. Mà thật sự bất ngờ lắm luôn á, là bởi vì khi mà đến phương chương trình ngày hôm nay thì mình sẽ luôn trong một cái tinh thần là à, mình tới mình coi coi tiết mục nào mà ok nhất là mình cứ bầu cho nhất thôi. Ai ngờ đâu phải chấm điểm, mà không được chấm trùng nữa chứ, phải chấm từ điểm thấp đến điểm cao nữa. Nhiều khi có những tiết mục không thấp đến mức độ như vậy nhưng mà mình phải chấm, và cân đo đong đếm rất là nhiều, cho nên rằng là chắc là những giám khảo khách mời cũng hay nói cái này nhiều lắm mà đúng không? Có những cái số điểm mà nó không ưng ý với lại các team thì các team đừng có buồn nha. Với số điểm 7 thì Lập ngậm ngùi gửi con số điểm 7 này cho team của chị Đặng Thái Bình và bé Năm Không. Và với số điểm tiếp theo là số điểm 8, Lập xin dành tặng cho team của anh Trịnh Tú Trung và bé Sĩ Luân. Và với số điểm 9, em xin dành tặng cho team của anh Tùng Anh và bé Gia Như. Với số điểm tiếp theo là 10 điểm thì Lập xin dành tặng cho team của chị Phạm Lịch và bé Khánh Chi. Dạ. Và với số điểm là 11 điểm xin dành tặng cho đội của chị Bảo Yến Rosie và bé Bảo Ngọc. Và đương nhiên kết quả đã rõ ràng, với số điểm 12 điểm là dành tặng cho team Phượng Vũ và Khả Hơn. Em chúc mừng phần team của chị ạ. À, quý thân mến, như vậy là chúng ta đã biết được số điểm của giám khảo đầu tiên, đó là giám khảo Huỳnh Lập. Và tiếp theo xin mời Hòa Minh Di. Hòa Minh Di, xin mời em. Rồi. Thì tính ra là tôi khỏe ha. Xong rồi. Anh Nghĩa đang cảm thấy an tâm với cái sự an tâm vừa nãy mà Hòa an tâm, phải không anh? Thì đó, đang ra vẻ là tôi tin mình đây đó. Hòa Minh Di cái gãy ngang vậy đó. Giờ đã là tập thứ 5 rồi mà em vẫn chưa quen cảm giác này. Xin đọc số điểm 7 dành cho huấn luyện viên Đặng Thái Bình và bé Nam Phong. Đánh giá rất là tiếc khi phải cho bé Gia Như và anh Tùng Anh số điểm số 8. Số 9 thì xin được dành cho bé Bảo Ngọc và Bảo Yến Rosie. Số 10 thì sẽ là huấn luyện viên Phạm Lịch và bé Khánh Chi. Số 11 xin được chúc mừng huấn luyện viên Trịnh Tú Trung và bé Sĩ Luân. Và tất nhiên quá xuất sắc, xin được chúc mừng bé Khả Hân và huấn luyện viên Phùng Vũ. Như vậy là huấn luyện viên Phượng Vũ và bé Khả Hân đã biết được tổng điểm của hai giám khảo và các bạn đang ở vị trí có số điểm cao nhất. Nhưng mà chưa nha, chúng ta còn một phần cho điểm nữa đến từ giám khảo có khuôn mặt hiền nhất, gương mặt thân quen. Và bây giờ thì chúng ta phải ác hơn một chút rồi ạ. Xin mời anh Đại Nghĩa. Người cuối cùng bao giờ cũng là người áp lực nhất, là bởi vì anh sẽ có rất là nhiều những cái điểm số mà nó hơi khác so với hai bạn ở hai bên. 7 điểm Đại Nghĩa xin được gửi đến cho đội của Thái Bình và Nam Phong. Cố gắng lên nha. Chú Nghĩa rất là thích bé Nam Phong luôn. Điểm 8 chú Nghĩa xin được dành cho Sĩ Luân và Trịnh Tú Trung. Chám giống em luôn á. Có khác em gì đâu. Có. Điểm 9 xin được dành cho đội của Bảo Yến Rosie và bé Bảo Ngọc. Hôm nay Bảo Ngọc cũng đã rất tốt rồi, hãy cứ thế mà tiến tới nữa con nha. Điểm 10 Phạm Lịch và Khánh Chi. Điểm 11, đây là một cái điểm số mà anh rất là khác so với Lập với lại Hòa Minh Di, đó là dành cho đội của Tùng Anh và Như. Và điểm 12 dành cho đội của Khả Hưng, Phương Vũ. Quý vị thân mến, như vậy là chúng ta đã có toàn bộ các số điểm đến từ vị trí của ban giám khảo. Và ngay bây giờ mời quý vị hãy hướng mắt lên màn hình để chúng ta cùng xem tổng điểm trong đêm thi hôm nay. Vị trí thấp nhất hiện tại đang là Thái Bình, Nam Phong với 21 điểm, đội Trịnh Tú Trung, Sĩ Luân với 27 điểm, Tùng Anh, Gia Như 28 điểm, Bảo Yến, Rosie và Bảo Ngọc 29 điểm, Phạm Lịch, Khánh Chi 30 điểm và đứng nhất tuần này đó chính là Phượng Vũ, Khả Hân với 36 điểm. Xin chúc mừng.
Và chúng ta cùng xem sau 5 đêm thi thì tổng số điểm của các đội thi là bao nhiêu quý vị nhé. Sau 5 đêm thi thì đội của Trịnh, Tú Trung, Sĩ Luân 125 điểm. Đội Thái Bình, Nam Phong 130 điểm. Đội Bảo Yến, Rosie và Bảo Ngọc 134 điểm. Đội Tùng Anh, Gia Như 141 điểm. Phạm Lịch, Khánh Chi 160 điểm. Và đứng nhất vẫn là Phượng Vũ, Khả Hân với 165 điểm. Xin chúc mừng. Và ngay bây giờ thì xin mời huấn luyện viên Phượng Vũ và bé Khả Hân sẽ cùng tiến lên vị trí giữa sân khấu để cùng nhận giải nhất tuần này ạ. Xin mời. Xin chúc mừng Phượng Vũ và Khả Hân. Con ơi, con đã chiến thắng rất là nhiều tuần rồi. Thì bây giờ cảm xúc của mình như nào? Dạ, con cảm thấy rất là vui. Tại vì mà trải qua bao khó khăn thì con đã vượt được. Ngoài ra con được nhất tuần thì con còn giảm được 2kg tại nhảy quá nhiều. Một lần nữa xin chúc Vũ và bé Khả Hân và quý vị thân mến. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với một phần vô cùng thú vị, đó là nút bấm thân quen, để cùng xem rằng tuần sau các cặp thí sinh của chúng ta sẽ hóa thân vào nhân vật nào quý vị nhé. Nam Phong thân mến, ở trong tuần này thì team của mình hầu như là chưa may mắn lắm. Hy vọng rằng là con sẽ bốc được đúng cái nhân vật mà con mong muốn. Chúng ta giơ tay lên, chuẩn bị. 3, 2, 1, xin mời. Nghệ sĩ ưu tú Tú Sương, nhân vật nữ rồi đó con. Mà hát cái lương con ơi. Cố gắng về mình tập luyện thật là nhiều nha. Vâng. Tuần này thì chúng ta đã có một cái phần thể hiện hơi bị cảm xúc một tí. Chú mong rằng là ở những cái phần thi sau nha, con sẽ cố gắng tiết chế lại những cái cảm xúc của mình, làm sao mà giống nhân vật nhất nha. Vâng. Ok. 3, 2, 1. Cái này vui nè. Một giọng ca, một tượng đài con ạ. Rất là khó luôn nha con. Sẵn sàng con nha. 3, 2, 1, xin mời. Wow, nữ ca sĩ Ngọc Khuê. Con ơi con, chú đã từng thể hiện cô Ngọc Khuê mà ban giám khảo ngồi dưới là không dám nhìn luôn đó con. Cho nên là về cái gì mà cần kinh nghiệm của cô Ngọc Khuê thì con hỏi chú đi, chắc chắn chú sẽ trả lời cho con nha. Con sẵn sàng chưa? 3, 2, 1, xin mời Bảo Ngọc. Ôi! Hòa ơi, trước khi mà Bảo Ngọc quyết định là sẽ lựa chọn một cái stage nào đó của em thì em có gợi ý gì cho con không? Tại vì thật sự là bài hát của em toàn là kiểu rời bỏ với không để cùng nhau suốt kiếp ý. Nên là nó kiểu cũng không hợp lắm với kiểu một bạn nhỏ. Nên là em đang không biết bài gì, bài vui à, con nàng tiên cá ăn gì đây. Mình còn tới một tuần lễ nữa cho nên là suy nghĩ đi, xong rồi cái gì tư vấn cho bé. Có gì hỏi cô nhé. Rồi, xin chúc mừng con, chúc mừng đội mình. Hey Spy, hôm nay bạn muốn bốc ra nhân vật gì đấy? Thật sự là vừa nãy con thấy em Sĩ Luân em ý bấm ra cô Whitney Houston và con cảm thấy là oh my god, con rất là thích những người mà có giọng ca nội lực như cô ấy, cho nên là con mong là con sẽ... Còn rất là nhiều những nữ ca sĩ có giọng ca nội lực nữa. Và bây giờ thì con hãy truyền tín hiệu vào vũ trụ. Đó, sau đó chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta bấm là chắc chắn sẽ ra nhân vật đấy. Ok ạ. Rồi, con sẵn sàng chưa? Con sẵn sàng rồi ạ. Rồi, chuẩn bị này. 3, 2, 1, xin mời. Wow. Cái dáng này ra nè, cái dáng mảnh khảnh như vậy là ra cho Hồ Ngọc Hà nè. Chú lại khoe tiếp nha, cái mùa của chú là chú nhất tuần vì chú đắm cô Hồ Ngọc Hà đó con. Thế chú cho con xin vía đi ạ. Xin vía nha, tí mình xuống hậu trường mình tâm sự, mình chia sẻ với nhau những cái tip để mà giống cô Hà nhất. Ok ạ, cảm ơn chú. Cảm ơn con. Rồi, chuẩn bị sẵn sàng nha. 3, 2, 1, xin mời. Trời ơi, con này sôi động lắm nè con ơi. Nghệ sĩ ưu tú Quế Chân. Vậy là tuần sau chúng ta có tới hai nghệ sĩ ưu tú lận. Cho nên là bây giờ chúng ta lại không sôi động được nữa rồi đúng không con? Lại nhẹ nhàng, thướt tha, uyển chuyển. Và chú tin là không có gì làm khó được con hết á. Huấn luyện viên hoang mang ạ. Tất cả những cái bài toán khó mà đưa cho Phượng Vũ là Phượng Vũ giải sẽ ra thôi. Vâng, xin chúc mừng đội Phượng Vũ và bé Khả Hân. Quý vị thân mến, và ngay bây giờ thì xin mời huấn luyện viên Phượng Vũ và bé Khả Hân ở lại sân khấu và trình diễn lại tiết mục xuất sắc giành giải nhất tuần này. Xin mời.
vô na tô cha la ca. Hey, no 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 no, na 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 na. Nuka ni ca na vô na tô cha la ca. Hey, no 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 no, na 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 na. Thưa quý vị, đừng quên khung giờ phát sóng của Gương Mặt Thân Quen vào lúc 21:15 tối thứ Bảy hàng tuần trên kênh VTV3, chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc. Nó có những cái nó rất là vô tình trong cái lúc hát. Ví dụ như là... như thế nào vậy? Trời ơi, hát xong mà bây giờ bác quên luôn mà hỏi luôn. Hay, hay, hay. Ừ, đúng rồi. Ngày nào, tối nào em cũng phải gọi cho Phong để mà luyện cho Phong cái hát mình nhiều khi á. Trời đất ơi, bạn nhà em á, nó chịu mà hát phải luôn cả nhà. Mà đưa liên tục. Ủa, người ta trả tiền cho em mà Hòa.